trên hành trình tham quan Vịnh Hạ Long, di sản kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng như đảo Tuần Châu, chợ đêm Hạ Long, bãi tắm Hòn Gai, cầu Bãi Cháy, núi Bài Thơ, thì Bảo tàng Quảng Ninh là một điểm dừng chân hấp dẫn cho những du khách muốn tìm hiểu, khám phá về lịch sử văn hóa, phong tục truyền thống của mảnh đất cùng con người nơi đây. Mỗi hiện vật được trưng bày tại bảo tàng đều góp phần tái hiện những giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn sâu sắc. Mặt khác, để giúp du khách gần xa cảm thụ đầy đủ giá trị các di sản văn hóa, thì không thể thiếu vai trò của đội ngũ thuyết minh viên, những người kết nối bảo tàng với công chúng. Thuyết minh viên chính là người hướng dẫn, giải thích, tạo sự liên kết đầy đủ, chính xác giữa những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại bảo tàng với những thông tin bổ ích ẩn chứa trong đó, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn giá trị của mỗi hiện vật, hình ảnh. Bên cạnh những yêu cầu trong việc đào tạo bài bản, hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa của địa phương, thuyết minh viên còn phải có phong cách chuyên nghiệp, khả năng hướng dẫn tốt, yêu cầu tìm hiểu và khám phá của khách tham quan. Nói chung là chúng tôi thì trẻ nhất là 65 rồi, mà già nhất là tận hơn 70. Thế mà nhưng mà được cô hướng dẫn viên này là thuyết minh là rất là rõ ràng và rất là truyền cảm, thì chúng tôi là rất là hiểu. Thì cũng xin thay mặt đoàn là xin cảm ơn. Hiện nay thì tôi là thuyết minh viên của Bảo tàng Quảng Ninh thì đã công tác tròn được 18 năm. Thì với cái thời gian như vậy thì cũng đối với thuyết minh cũng là một thời gian dài, và trong cái quá trình mà được công tác tại Bảo tàng Quảng Ninh và tính đến thời điểm này thì tôi vẫn công tác ở trong cái lĩnh vực đó là công tác thuyết minh tuyên truyền giới thiệu với khách tham quan. Thì với cái công việc của mình như vậy thì có thể thấy rằng là một cái công việc mà cũng đòi hỏi được cái sự nghiên cứu, đầu tư nhiều về kiến thức cũng như là về kỹ năng để làm sao mà thuyết minh ngày một tốt hơn, phục vụ cho khách tham quan. Để nội dung trưng bày của bảo tàng đến được với du khách, phải thông qua công tác thuyết minh, tức là phải thông qua một chuỗi các kênh, gồm trưng bày, thuyết minh viên, thiết bị nghe nhìn, các chương trình tài liệu. Vì vậy, để phục vụ tốt cho công tác hướng dẫn khách tham quan, các bảo tàng phải đầu tư công tác trưng bày, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và một đội ngũ thuyết minh viên chuyên nghiệp để đảm nhiệm một cách hiệu quả nhất phần nội dung trưng bày của bảo tàng. Một thuyết minh viên bảo tàng giỏi phải hội đủ các yếu tố, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác bảo tàng, nhiệt tình, duyên dáng, có chất giọng tốt, biết thể hiện cảm xúc của mình cho phù hợp với các chủ đề trưng bày liên quan đến lịch sử văn hóa, truyền thống đấu tranh yêu nước, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước hay của các lãnh tụ cách mạng. Có như vậy, thuyết minh viên mới tạo nên được ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan. Chính điều này đã góp một phần tích cực vào sự thành công chung của bảo tàng và giúp khẳng định tên tuổi, chỗ đứng của bảo tàng mình. Nghề này thì còn được ví như là một nghề làm dâu trăm họ, bởi vì là một ngày chúng tôi đón rất là nhiều đoàn khách, không chỉ những khách lẻ cũng như khách đoàn du lịch tham quan. Có những người thì đến thực sự là tìm hiểu, có những người đến thì để xem bảo tàng tỉnh Quảng Ninh có đúng như trên quảng cáo không, và có những mục đích là họ đến với tinh thần đấy chính là tìm hiểu về lịch sử của tỉnh Quảng Ninh mình. Chính vì vậy mà chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đón tiếp khách, cũng như là những cái khó khăn đời thường, như tôi thì con nhỏ này, nhưng mà những cái ngày lễ như thứ bảy chủ nhật hay là những cái ngày lễ thì tôi luôn sẵn sàng đi làm và làm thêm giờ cũng như thông trưa hay là làm thêm buổi tối để phục vụ đón khách làm sao cho chu đáo nhất. Ngày cái quá trình mà tôi đi thuyết minh ra thì tôi còn phải trông coi hiện vật và bảo vệ hiện vật của mình làm sao tốt nhất. Thì có những cháu nhỏ thì nghịch ngợm, trẻ con mà nghịch ngợm thì tôi có nhắc, nhưng mà phụ huynh thì thực sự là không
phải phụ huynh nào cũng hợp tác và hiểu biết về cái vấn đề là mình đi bảo tàng là mình phải gìn giữ, phải bảo vệ bảo tàng cả. Nên là trong cái quá trình nhắc khách thì chúng tôi cũng rất là áp lực. Nói về tác phong của người thuyết minh viên thì chúng ta cũng đã biết rồi, đi vào những cái khu di tích hoặc là những cái khu bảo tàng tham quan như thế này thì chúng tôi đầu tiên là phải nghiêm túc, thứ hai nữa là trang phục chúng tôi cũng phải chỉn chu, và thứ ba nữa là khi mà thuyết minh với khách tham quan đây như kiểu làm dâu trăm họ, mình phải phụ thuộc vào khách, mình phải chuẩn bị những cái phụ kiện khác, ví dụ như là loa máy lúc nào cũng phải cẩn thận rất là chu đáo, những cái que chỉ để mà khi mà dẫn về những cái sa bàn, những cái bản đồ thì chúng ta phải có. Bảo tàng Quảng Ninh vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, vừa là địa điểm du lịch, học tập của người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Những trang sử hào hùng cùng nét đẹp văn hóa truyền thống của Quảng Ninh đều được lưu lại tại nơi đây. Mỗi thuyết minh viên được trang bị đầy đủ các thiết bị phụ trợ như máy âm thanh cá nhân, bút chỉ bảng laser, giúp tăng chất lượng thuyết minh, tạo hiệu quả cao trong việc truyền đạt thông tin. Mỗi hình ảnh, hiện vật trưng bày thông qua thuyết minh viên càng thêm sống động, những câu chuyện về văn hóa, lịch sử càng trở nên gần gũi hơn với từng du khách. Nhiều cái hiện vật khác nhau và có cái sự thay đổi về mảng trưng bày. Chính vì vậy mà chúng tôi phải cập nhật những cái thông tin mới nhất để hướng dẫn cho khách tham quan hiểu thêm về bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Khi mà đi thuyết minh ở trong bảo tàng thì nó khác với thuyết minh ở những cái điểm di tích ở ngoài. Bảo tàng thì trong cái thời gian rất là ngắn, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà thuyết minh ở ngoài thì chúng ta cũng phải đi cùng với khách một cái quãng thời gian rất là dài. Và đây thì trong cái thời gian ngắn đó thì chúng tôi phải làm sao để giới thiệu cho khách tham quan được những cái cốt lõi nhất được trưng bày ở tại bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Vào năm 2016 thì lúc đó thì chúng tôi được đón một vị khách đặc biệt, đó là bác Cao Chu Toàn. Thì lúc đó là bác đã 80 tuổi và bác đến từ thành phố Cẩm Phả. Thế thì khi mà được hướng dẫn bác, đón bác đến tham quan các không gian trưng bày của Bảo tàng Quảng Ninh, thì đến khu không gian về cách mạng kháng chiến chống Pháp ở đây thì rất là vô tình. Thì bác Cao Chu Toàn khi được hướng dẫn, được xem các hiện vật tại không gian trưng bày này thì bác đã nhận ra một cái hiện vật mà do chính người cha của mình là bác Cao Văn Sâm ở Cẩm Phả là người đã trực tiếp là dùng cái lưỡi dao này để trổ hình búa liềm phục vụ cho việc in áp phích tuyên truyền chủ nghĩa Mác năm 1930. Thì lúc đó là cảm xúc của bác rất là đặc biệt. Khi mà nhận được một cái hiện vật mà chính do người cha của mình, thì lúc đó chúng tôi cũng được chia sẻ cái cảm xúc rất là thăng hoa lúc đó đối với bác. Thì đây là một cái câu chuyện rất là xúc động đối với những người mà được làm nghề như chúng tôi. Nó thể hiện được sự gắn kết giữa hiện vật và nhân chứng lịch sử, và đã làm đề cao hơn được những cái giá trị về lịch sử, văn hóa là mãi mãi còn trường tồn cho tới ngày nay, và thể hiện rõ được là khi mà chúng tôi được làm, được trải nghiệm với nghề thì chúng tôi đã có được những cảm xúc rất là đặc biệt như thế. Tỉnh Quảng Ninh đã có sự đầu tư rất lớn trong bảo tàng Quảng Ninh về cơ sở vật chất, đồng bộ kết cấu hạ tầng, và đặc biệt là các hiện vật được trưng bày tại đây đều được thiết kế phân tầng với tính chất quy mô rõ rệt, phác họa những đặc trưng cơ bản nhất về thiên nhiên, con người đất mỏ Quảng Ninh theo không gian và thời gian dựa trên những hiện vật giá trị. Hiện nay, công tác thuyết minh hướng dẫn tại bảo tàng Quảng Ninh được tách thành bộ phận độc lập. Là một trong những chức năng của phòng tuyên truyền cơ sở gồm 14 thành viên, 100% cán bộ làm công tác thuyết minh tuyên truyền có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, có ý thức tự giác trong công việc, vui vẻ, hòa nhã với khách tham quan, nhiệt tình trong công tác hướng dẫn bảo tàng, không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng những nhu cầu của công chúng khi đến với bảo tàng.
từ thực tiễn công việc hàng ngày, kết hợp với vốn kiến thức của bản thân. Mỗi cán bộ thuyết minh tự xây dựng cho mình những phương pháp giới thiệu khác nhau, tùy theo đối tượng khách tham quan. Chất lượng giáo dục của bảo tàng phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giới thiệu của người hướng dẫn. Rất là thú vị. Mình thì cũng đi đã nhiều nơi các bảo tàng trên thế giới, và bảo tàng Quảng Ninh thì thực sự làm cho mình có ấn tượng là ở Việt Nam lại có một cái bảo tàng to như thế. Bởi vì Hà Nội thì thực tế cũng bảo tàng to như này cũng không phải là nhiều. Thì đến Quảng Ninh thì là có cơ hội được thế. Thì lúc nãy là bạn hướng dẫn viên có hướng dẫn mình ở cái lễ của người Dao với cả nhà của người Tây, thì cái cách mà các bạn trình bày là đưa lại thông tin là khá đầy đủ và hữu ích. Thế là các bạn này có cái cách giới thiệu rất là truyền cảm hứng. Tức là mình, đương nhiên là mình là người Quảng Ninh thì cái cách nhìn của mình khác, nhưng mà mình nghĩ là đối với tất cả những cái du khách có cái thời gian, đã dành cái thời gian đến thăm Quảng Ninh thì cũng sẽ rất là cảm thấy một cái nền văn hóa, cái người văn hóa của người Quảng Ninh trong cái cách giới thiệu của các bạn ấy, và trong cái sự thuyết minh của các bạn ấy có cái sự đam mê, sự yêu mến đối với mảnh đất, nên là khi mà trong cái giọng nói, cái cách truyền đạt của các bạn ấy, nên mình cũng cảm nhận được cái đấy là cái niềm yêu yêu mến, để yêu quý cái miền đất nơi các bạn ấy đang sinh sống và làm việc. Bảo tàng Quảng Ninh đã và đang tạo những ấn tượng tốt đẹp với du khách gần xa bằng những cảm nhận đầu tiên, đó là hình ảnh đội ngũ thuyết minh viên phong cách chuyên nghiệp, thân thiện với tà áo dài truyền thống hay bộ công sở lịch sự. Việc mở cửa thực hiện phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ Tết, đã tạo một áp lực công việc không nhỏ cho đội ngũ thuyết minh viên, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, lễ hội. Tuy nhiên, xác định được trách nhiệm to lớn của mình, mỗi thuyết minh viên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng hướng dẫn, phục vụ khách tham quan kịp thời, tận tình và chu đáo. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thuyết minh, thu hút khách tham quan, đội ngũ thuyết minh viên đã không ngừng tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện phong cách phục vụ, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Mỗi thuyết minh viên phải tìm kiếm, nghiên cứu nhiều nguồn thông tin, tư liệu để đảm bảo dẫn chứng chính xác, chân thực với từng hình ảnh, hiện vật trưng bày, tái hiện được những câu chuyện thuyết phục với ngôn từ dễ hiểu, hấp dẫn, khái quát được vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để truyền tải đến du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn luôn phải trau dồi những cái kiến thức, những cái kỹ năng để làm sao mà luôn có cái sự đáp ứng được cao nhất đối với từng các đối tượng khách tham quan. Ví dụ như là hiện nay thì đối với không gian trưng bày của Bảo tàng Quảng Ninh, các bạn đã thấy là một cái kiến thức rất là lớn, những kiến thức phong nền về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi phải tiếp cận những kiến thức về lịch sử, văn hóa của Việt Nam và thế giới. Và những cái kiến thức đó thì là một cái khối lượng kiến thức rất là tổng hợp. Và đối với chúng tôi thì cái việc cập nhật này nó phải mang tính chất là thường xuyên và liên tục, và có cả những cái kiến thức mà nó mang cái tính thời sự cao. Thế như vậy thì đối với mỗi một công việc thì nó cũng có một cái đặc thù riêng, nhưng đối với nghề hướng dẫn thuyết minh viên tại Bảo tàng Quảng Ninh thì là một cái nghề mà có thể thấy rằng là đòi hỏi một cái sự nâng cao trình độ, luôn luôn phải được trau dồi, luôn luôn phải được vun vén. Và chúng tôi là luôn luôn phải có sự cầu thị và học hỏi rất nhiều để làm sao mà đáp ứng được tốt nhất cái công việc được giao hiện nay. Trong thời đại ngày nay, trước những tiến bộ không ngừng của công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật, nhưng dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được vai trò của người thuyết minh trong bảo tàng. Bên cạnh hệ thống các phòng trưng bày được đầu tư nâng cấp, công tác thuyết minh, tuyên truyền cũng được đánh giá đã có sự thay đổi đáng kể. Mỗi cán bộ thuyết minh sẽ là một cầu nối để truyền tải những kiến thức lịch sử, văn hóa, thông điệp bảo tàng muốn gửi tới công chúng một cách nhanh nhất, góp phần đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng, được công chúng ghi nhận, phát huy những giá trị di sản văn hóa đang được gìn giữ tại bảo tàng, để Bảo tàng Quảng Ninh sẽ trở thành địa chỉ đáng nhớ của du khách sau những chuyến tham quan bổ ích.